Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh báo Hùng Audio. À, giới thiệu với quý vị và các bạn một cặp loa dòng Sterling đó là Sterling HE mới có mặt tại báo Hùng Audio. À, đây là một cặp loa tuyển chọn kỹ càng với hình thức rất đẹp và à, đương nhiên rồi với cái mức giá cũng rất là bình ổn so với thị trường. Hiện tại thì một cặp loa tuyển chọn đẹp như này shop em giao lưu với quý vị các bạn mức giá là 72 triệu đồng ạ. À. Và đây là một cái cặp loa đẹp Bên em đã tuyển chọn rất là kỹ càng Chúng ta có thể nhìn thấy các cái đường nét vân gỗ à, Cũng như là màu mè của cặp loa này nó rất là sáng Và cái vân gỗ còn rất là nổi Đúng không ạ à, à, Loa Tannoy Sterling HE Thì à, sở hữu Bát là 25cm à, Bát đồng trục 25cm Màng giấy à, Gân vải xếp Và phía bên dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy là có một à, cái tinh trình giải cao để chúng ta có thể uh, tùy trình nghe sao cho phù hợp với lại uh, lại 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 gu của chúng ta và cặp loa này thì uh, có độ nhạy là 91db có công suất là 95 đến 225w có trở kháng là 8 ohm và uh, cái uh, Dài tần của nó là từ 35 đến 22 kHz, nặng 23 kg cân à 23 kg trên một chiếc. Có chiều cao là 85,5. Chiều sâu là 39,8 và chiều ngang là 368 Ờ à, bây giờ xin mời quý vị bạn cùng em chúng ta sẽ xoay quanh một chút để chúng ta cùng xem cái hình thức của cặp loa này nhé. Đầu tiên thì em sẽ xin mời quý vị bạn cùng xem cái chiếc bên tay trái này đó em sẽ xoay từ từ để chúng ta cùng xem vân gỗ nhé, đó. đặc biệt là cái cặp này thì cái vân nó rất là đẹp luôn thưa quý vị các bạn, đó, rất đẹp luôn ạ. rồi em sẽ xoay tiếp bên uh, phía đằng sau này, phía đằng sau này, đó, rất đẹp luôn ạ, cạnh bên luôn này, đó, cạnh bên luôn này. Đó. Lên hình ảnh thì có thể sẽ không được đẹp như bên ngoài đó Chứ như vậy thì bên ngoài cái hình thức của cặp này em rất là ưng, rất là đẹp luôn Mộc mạc và à, hình thức rất đẹp Rồi, Sau đây thì à, xin mời quý vị bạn à, sẽ cùng à, em, à, chúng ta sẽ cùng nghe test thử một đoạn nhé Thưa quý vị bạn, đó, rất đẹp luôn Cái màu cặp này nó rất là tươi luôn nhé, em rất là thích màu này luôn đó. rồi sau đây em sẽ test cùng cái chiếc âm ly uh, Accuphase E408 giá siêu tốt kia nhé Thị trường đang bán rơi uh, vào tầm khoảng 82 triệu trở lên thì shop em giao lưu với anh em mức giá là 75 triệu nhé Quý các bạn đã vui lòng xem ở clip trước. Đó, rất đẹp luôn, vân gỗ cái cặp này em rất ưng. Rất đẹp luôn, màu rất đẹp, sáng Và mức giá 72 triệu đồng, thưa quý vị và bạn, 72 triệu đồng. Chúng ta cùng xem tuyến loa. Bác nào có nhu cầu thì rất mong được quý vị và bạn giao lưu và ủng hộ với em ba Hùng. Hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều.